Ban biên tập xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những thời gian vừa qua. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khẩn trương cứu nạn vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt, điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm. Công tác cứu nạn cứu hộ hiện vẫn đang khẩn trương được triển khai để tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả do sạt lở ta luy của một công trình đang xây dựng xảy ra vào rạng sáng ngày 29 tháng 6 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt, ít nhất 2 người bị vùi lấp. Dẫn thông tin từ người dân sống cạnh hiện trường, báo Lâm Đồng cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 29 tháng 6 khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ rào rất lớn. Sau đó bị cúp điện, một bờ tỏ ly cao sạt trượt xuống vùi lấp một lán trại có công nhân đang ngủ và ít nhất 3 căn nhà ở phía dưới. Có ít nhất 2 công nhân đã bị vùi lấp. Rất may một số người ở trong những căn nhà phía dưới đã được cứu thoát kịp thời. Ghi nhận tại hiện trường lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, một bờ tỏ ly cao khoảng trên 30 mét bị sạt lở thẳng xuống, đứng ngổn ngang sắt thép xây dựng. Phía dưới bờ tỏ ly, một căn biệt thự có diện tích khoảng 400 mét bị đổ nghiêng, hai căn nhà khác bị ảnh hưởng, huy động tất cả lực lượng, phương tiện cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở. Ngay sau khi được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có mặt chỉ huy công tác cứu hộ. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo thành phố Đà Lạt cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã huy động tất cả lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ có thể để cứu các nạn nhân. Hiện trường sạt lở rộng khoảng 3.000 m2, có độ sâu khoảng 3-5 m. Các đơn vị cứu hộ đã khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và cứu được 5 nạn nhân. Trong đó 2 người sức khỏe ổn định, 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công tác cứu hộ 2 nạn nhân đang bị vùi lấp vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ nạn nhân bị vụ sạt lở, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã yêu cầu đơn vị chức năng rà soát toàn bộ giấy phép xây dựng của các công trình ở khu vực xây dựng sạt trượt và chỉ đạo khẩn cấp tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tiến hành điều tra những nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu có vi phạm trong xây dựng thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về trật tự an toàn giao thông diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã một lần nữa nhấn mạnh đến công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Trần Văn Hiệp chỉ đạo các cơ sở, ngành, địa phương phải khẩn trương giám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chống sạt lở và cứu nạn cứu hộ mùa mưa bão. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu rà soát lại toàn bộ các công trình xây dựng, các dự án công trình cầu đường ở những khu vực nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh và khẩn cấp có biện pháp gia cố xử lý kịp thời. Công trình nào không đảm bảo an toàn thì tạm ngưng thi công. Trước đó, vào chiều tối ngày 28 tháng 6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra cơn mưa rất lớn kéo dài liên tục 3 giờ đồng hồ. Chuyên gia lý giải nguyên nhân sạt lở ở Đà Lạt là dấu hiệu nhận biết. Với nền đất đỏ ba gian vốn dĩ rất mềm và xốp, được xây dựng các công trình cao 4 đến 5 tầng treo leo bám vào vách tả luy cao 30 mét thì sớm muộn gì sức đè của công trình cũng khiến nơi đây bị sạt lở. Đà Lạt liên tục bị ngập vì nước không có chỗ thấm. Khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 6, một bờ tỏa ly bằng bê tông cốt thép cao khoảng 30 m, dài 20 m tại một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đổ sập, vùi lấp nhà cửa, tài sản và một số người dân. Theo thông tin ban đầu, thời điểm này mọi người đang ngủ bỗng choàng thức bởi tiếng động rất mạnh. Đất đá, bờ tỏa ly bê tông cốt thép phía trên cao đổ sập xuống, hàng trăm mét khối đất đá đã đè lên, vùi lấp một căn nhà, gây gãy ngang một biệt thự rộng khoảng 100 m2, làm hư hỏng một số căn nhà kề đó. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, ngoài vị trí trên, trong tối qua, trên địa bàn phường 10, 3, 4, 5 còn xảy ra nhiều điểm sạt lở khác. Trước đó, tối 28 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt có mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Cơn mưa chiều ngày 23 tháng 6 đã khiến nhiều khu vực Đà Lạt ngập nặng khoảng 30 phút. Nước rút đi rất nhanh sau đó nhưng để lại nỗi hoang mang. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, trận ngập lần này nhỏ hơn trận ngập vào tháng 9 năm 2022. Điểm ngập đáng lưu ý nhất là đoạn cuối đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, khu vực này chỉ ngập trong khoảng 30 phút ở khoảng 100 m mặt đường. Theo tiến sĩ Lâm Ngọc Tuấn,
Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chưa công bố hệ số thấm của nội ô Đà Lạt, nhưng bằng mắt thường có thể thấy không có màng xanh, đất chống xen kẽ trong các khu vực dân cư vùng trung tâm Đà Lạt. Khi mưa lớn xảy ra một cách cực đoan, nước không thấm, thoát dần ở vùng cao mà đổ dần xuống vùng thấp, thì hệ thống thoát nước và suối sẽ không chịu nổi và gây ngập. Cả một đô thị lớn nhưng vùng cảnh quan xen kẽ không có, nền đất cỏ đã thay thế bằng bê tông thì dễ hiểu có mưa sẽ là ngập. Trong phạm vi trung tâm Đà Lạt, tôi khẳng định hệ số thấm của đất tiệm cận mức không, do đó việc ngập mỗi khi mưa lớn sẽ xuất hiện, hoặc hiện tượng này sẽ gây áp lực rất lớn lên chính quyền thành phố trong việc giải quyết nó lẫn những hậu quả ngắn hạn. Tình trạng ngập lụt ở đô thị Hà Nội, tình trạng ngập lụt ở đô thị Đà Lạt xảy ra trong vài năm gần đây, ngày một nghiêm trọng và với tần suất ngày càng cao, nhưng chưa thấy giải pháp quy mô có tính tương lai bài bản nào được đưa ra. Trong khi đó, dân số tiếp tục tăng, mật độ xây dựng bê tông hóa sẽ càng cao, diện tích nông nghiệp, nhà kính, không gian, sức nén khu trung tâm ngày càng lớn, trong khi hệ thống điều tiết nước, hồ nhân tạo, hạ tầng xử lý thoát nước không hứa hẹn theo kịp sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc nhạy cảm và yếu ớt trước thiên tai, thời tiết cực đoan hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, nhìn vào hiện trường vụ sạt lở có thể thấy, hoặc chủ đầu tư quá tham hoặc tư vấn thiết kế xây dựng quá kém. Với nền đất đỏ ba gian, vốn dĩ rất mềm và tơi xốp mà xây dựng các công trình cao 4-5 tầng, treo leo bám vào vách tà ly cao 30m thì sớm muộn gì sức đè của công trình cũng sẽ khiến nơi đây bị sạt lở. Với các công trình này cần phải khoan cọc, nhồi sâu tới tầng đá vỉa thì may ra công trình trụ được. Đừng đổ lỗi cho trời mưa vì vùng Đà Lạt, Lâm Đồng vốn dĩ nhiều mưa trong mùa này. Hãy nhường không gian cho tự nhiên tự vận hành theo quy luật của nó. Cãi thiên nhiên, ắt sẽ nhận thiệt về mình, tiến sĩ Huy nói. Nhận biết các dấu hiệu sắp sạt lở, dù là một loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra, nhưng để dự báo, cảnh báo chính xác, kịp thời về thời gian, địa điểm xảy ra lũ quét sạt lở đất hiện vẫn là bài toán khó. Không chỉ với Việt Nam mà tất cả các nước có công nghệ dự báo tiên tiến trên thế giới. Với Việt Nam, khó khăn này là do các mô hình dự báo quá trình mưa lũ còn hạn chế. Mặt khác, do thiếu dữ liệu về quan trắc địa hình, thiếu thông tin về số liệu về cấu trúc thảm phú, lớp đất, tính chất cơ lý của đất, sự thay đổi về sử dụng đất, phá rừng, khai thác khoáng sản, làm đường cũng là những nguyên tố gây khó khăn trong công tác dự báo quét sạt lở đất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, sạt lở thường xảy ra khi sườn dốc bị sũng nước, thông thường sau các trận mưa lớn kéo dài rầm rề. Đất đồi núi nói chung thường mang lẫn đá, sét. Đây là loại đất dễ bị bão hòa do các khe mạch rỗng bên trong, đặc biệt là những nơi không còn cây cổ thụ, thảm rừng nghèo. Đây là nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Người dân sinh sống ở các chân đồi núi, xây dựng các công trình tựa vào sườn đồi có nguy cơ cao nhất bị sạt lở do kết cấu kháng lực của đồi đã bị phá vỡ phía chân. Khi mưa kéo dài, tốt nhất là nên di tản tránh thiệt hại. Các tỉnh miền Trung, Quảng Ngãi và Quảng Nam là những nơi có nhiều điểm trượt lở nhất, sau đó là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, khi xảy ra mưa lớn cần quan sát những thay đổi xảy ra quanh khu vực sinh sống như các rãnh thoát nước, mưa trên các sườn dốc, đặc biệt là những nơi mà dòng nước chảy tụ lại. Xuất hiện các vết sạt lở, cây bị sạt, cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra, vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch hoặc nền, bức tường ngoài, lề đường hoặc cầu thang không nguyên dạng. Xuất hiện các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc lối đi, vỡ mạch nước ngầm, mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh, nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới, hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển. Chú ý sự thay đổi của dòng nước, nếu nước đang từ trong chuyển sang đục ngầu thì cũng là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất. Do đặc điểm địa lý, miền Trung là rốn lũ của nước ta. Cụ thể, miền Trung nước ta là nơi giao tranh của các hình thế thời tiết cực đoan như không khí lạnh tương tác với địa hình, bão độ bộ ảnh hưởng, giải hội tụ nhiệt đới tương tác với địa hình và nguy cơ tăng lên gấp bội khi có sự kết hợp của nhiều hình thế cùng một lúc như không khí lạnh, bão áp thấp nhiệt đới, giải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp cùng tương tác với địa hình. Chuyên gia cảnh báo sạt trượt không chỉ xảy ra trong khi mưa mà còn xảy ra khi mưa một thời gian khá dài, khi đất vẫn còn ngậm nước. Chỉ đến khi toàn bộ nền địa chất đã khô hẳn thì mới kết thúc chu trình sạt trượt. Do vậy, các chuyên gia cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác với các đợt mưa lớn dài ngày, gia tăng người chết và thiệt hại do mưa lớn, lốc sét tại nhiều địa phương. Hai ngày qua, tại nhiều địa phương đã xảy ra mưa lớn, dông, lốc sét gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
các địa phương đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 27 tháng 6 đến 19 giờ ngày 28 tháng 6, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn, Thượng Sơn, Hà Giang 195mm, Cao Bồ, Hà Giang 155mm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 101mm. Từ 19 giờ tối ngày 28 tháng 6 đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 6, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng phổ biến từ 30 đến 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Việt Lâm, Hà Giang 262mm, Vị Xuyên, Hà Giang 138mm, Tà Nùng, Lâm Đồng 107mm. Mưa lớn kèm dông lốc sét là gia tăng thiệt hại tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, có một người bị chết do sét đánh, bà Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1977, thôn Tam Đông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng hư hỏng, nhiều diện tích canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng và gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn huyện Đức Linh xảy ra mưa lớn trong thời gian dài làm nước sông La Ngà dâng cao. Mưa lớn đã gây sạt lở chân và mái đê cạn. Mưa lớn đã gây sạt lở chân và mái đê bao Võ Xu đoạn qua thị trấn Võ Xu với chiều dài khoảng 50m. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, địa phương đã tổ chức căng dây cắm biển cảnh báo, cấm các loại xe cơ giới lưu thông qua đoạn đê này và theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Dự kiến ngày 29 tháng 6, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Linh kiểm tra hiện trường để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý. Trong khi đó, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện Đầm Rơi đã xảy ra một vụ sạt lở đất ven sông, chiều dài cung sạt lở khoảng 30m, rộng 0,4m, đã làm cho 32 đường bê tông nông thôn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và lũ lụt Nguyễn Văn Tiến cho biết, đơn vị đang tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, kịp thời chuyển các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai biện pháp ứng phó. Về phía các địa phương, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Phòng chống thiên tai về đề nghị địa phương tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn, dông lốc sét. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.